Chào các bạn kênh xem cách 24 giờ. Winner 90 độ đơn giản đầy hàm hố với cái nòng súng quy lực. Từ khi ra mắt đến nay, Winner 90 vẫn chưa hạ nhiệt bởi có sức quyến rũ mạnh mẽ từ bốc dáng cho đến phần động cơ. Và chỗ này cái dòng xe này đã lại ấn tượng rất sâu sắc cho những người chơi xe bằng những bản độ thay phong cách của mọi người. Và cái chiếc Winner 90 độ chuyển này là một dẫn chứng cụ thể. Winner 90 độ đơn giản đầy hàm hố với nòng súng quy lực. Khoác trên mình cái bộ cánh đậm chất hào với cái sắc màu cam là chủ đạo chính. Phần đầu được trang bị ốp não đầy phong cách, thùng giữa CV tích hợp khóa chứa đồ đầy tiện ích. Chèn chân nguyên thủy tạo điểm nhấn với mầm được sơn bạc, đĩa thắng được chính chặt bằng ốc titan thật đẹp. Ốp lốc mái được dán carbon, khung sườn mắt cáo được trang bị tự như phong cách Ducati. Góc nhìn này cho chúng ta thấy được cổ bộ titanium sang chảnh. Đĩa tải nhôm CNC màu đỏ cực đẹp tạo điểm nhấn nổi bật cùng với sợi sinh Osaki. Để cho âm thanh quy lực hơn thì chủ xe trang bị cái ống xả Yoshimura Carbon cho âm thanh tê tái đều lực. Một vài món đồ chơi gắn trên xe thôi nhưng đã tạo ấn tượng rất mạnh đối với cho người xem. Yamaha Isetta 10 độ đón Giáng sinh với khối đồ chơi ấn tượng. Cái Isetta 10 là con cờ mang lại cái sự thành công cho nhà sản xuất Yamaha. Từ lúc trình làng đến nay thì dòng xe này để lại ấn tượng rất sâu sắc cho những biker chơi xe bằng những bản độ chất chơi. Và cái chiếc Isetta 10 độ kiển này cũng là một ví dụ tương tự với một loạt đồ chơi kiển được trang bị, làm cho chiếc xe trở nên cứng cáp, hầm hố rất nhiều. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng nhé. Khoác trên mình bộ cánh tem chùm đậm chất thau, phần y được gọt lại kiểu dáng góc cạnh hài hòa, hầm hố. Việc gọt lại như vậy khiến người ngồi có cảm giác là êm ái hơn so với zin. Phần đầu hầm hố với rất nhiều món đồ chơi chất như chó đèn 2 tầng, led chợ sáng L4, kính Rizoma, cụm tay thắng tay con từ thương hiệu của Rainbow. Để bảo vệ con chiến mã của mình thoát khỏi cái bàn tay của những kẻ chơi xấu thì chủ xe trang bị thêm ổ khóa smart key với núm xi chỉnh CNC cực đẹp. Bên cạnh đó là ổ cắm USB để sạc điện thoại tiện ích. Chèn chân hầm hố nhưng đầy cứng cáp với giảm sốc siêu êm từ hưởng từ SH, mâm Kuni CNC, thiết kế đầy cơ bắp. Phía sau còn được trang bị vài món đồ chơi chất như cần số Rizoma, mang cá CNC, chân chống cầu sồ, các chân bay cơn vần. Lớp trước và sau từ nhãn hiệu Michelin có độ bấm đường tốt hơn. Cảm ơn bạn đã xem này hay là kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.